mưa. Đảo Brana. Bra Boom New. Xuất xứ New Zealand này. 39k 1 kg. Táo Phuy Nam, Nam Phi. Táo xuất xứ của Nam Phi. Đây là táo xanh Babi, xuất xứ từ New Zealand. Táo rất là to. Cam, cam Úc. 45k 1 kg, 45.000 đồng. Và đây là quýt vàng Úc. Ui, quýt này ngon này. 59.000 1 kg. Ngon nhỉ. 1 cân. Quýt này ăn ngọt thiếu. Ăn thử chưa? Thôi ăn thử. Ăn thử. Hả? Ăn thử thì mỗi người ăn thử một cái thì hết à. Vậy là tìm mình xem cái này lắm. Không lưu lên nhỉ. Đây. Đừng đi đây kì. Các loại thạch rau câu. Thạch tai, blut, các loại hạt này, măng trúc, măng tre, măng cổ, măng cải, măng bay, măng, măng ống khô. Đây là bí đỏ, quả bí rất là to. Đây là khu vực dàn hoa quả, các loại quả, thực phẩm, ớt cua chuông. Đây là bí, bí xanh. Đây là củ cà chua Canada, đến từ Đà Lạt, đến từ Đà Lạt. Đây là các loại bánh, bánh pizza Việt Nam. Chúc quý khách ngon miệng. Bánh mì. Bánh mì này có nặng không? Không. To thật nha. Bí. Đây có loại bánh pizza, bánh mì, có loại bánh ngọt. Đúng rồi. Rất là nhiều loại bánh mì ngọt. 11k 1 chiếc. Đây 20.600 đồng. Một chiếc bánh sandwich lạc. Đây là các loại sữa ông thọ. Sữa để chấm bánh mì. Màu xanh, màu cam, màu đỏ rất là đẹp. Màu sô cô la. Viên cá viên chiên. Các loại cá viên chiên. Đây là cá ba sa kho tụ. Cái này là chúng ta sẽ mua cả một cái cái niêu này, niêu con này về là cho lên bếp là ninh, là chúng ta sẽ được một
bữa cá kho rất là ngon. Cua đồng dĩa, đồng dĩa, đồng dĩa là của đồng dã, có nghĩa là cua này đã dã. Chúng ta thì mang về là nấu canh cua thôi. Cá viên chiên này, chả ốc, chả ốc, rất là nhiều các loại thực phẩm mà thực phẩm này là thực phẩm mà đông lạnh. Bánh kẹo. À, cái ngắm con cua. Cua 5 căn Cà Mau. Đến từ Cà Mau. Cua cái con này. Con này nó ra. Mắt này. Mắt chó này. Cua, còn đây là con cá. Bao tử cá. Bao tử cá. Lòng ấy. Cá ba sa nguyên con, cá ba sa rất là to. Đây là các loại cá đã cắt thành phanh sẵn rồi. Hàu sữa nguyên con, tức là hàu Quảng Ninh đây, xuất xứ từ Quảng Ninh đây, khu vực Bến Do Quảng Ninh đây. Ngày xưa mình ở khu đấy ăn rất là nhiều hàu. Tôm thẻ 225.000 đồng trên 1 kg, đây là giá khuyến mãi. Ra đây xem cá chép giòn. Cá chép giòn ngon quá, chép giòn cá chuối, chép giòn và cá chuối. Wow, nước này lúc nào cũng chảy tạo oxy để cho cá nó sống. Còn đây là cá chim trắng 233.000 đồng trên kg. Cá diễu hồng, cá diêu hồng sông Đà và cá ở sông Đà. Rất là nhiều các loại cá. Ốc móng tay 162.000 đồng. Giá cũng khá là đắt đấy. So với người thu nhập thấp như mình là cũng khá là đắt. Cá hồi 390.000 đồng 1 kg. Cá hồi rất là nhiều chất dinh dưỡng ăn. Đây là các loại thạch, rau câu. Theo hạn sử dụng nhé. Đây là tất cả các loại thạch. Đấy, được rất nhiều các em bé yêu thích. Nhiều thạch nha. Dai dai ấy. Các em bé thích lắm ấy. Bánh trung thu. Trung thu sắp. Đi uống lon nước ai cho nó mát đã. Ê, nó cắn tay đấy. Sau này nó không gặp nữa. Con này chắc phải nhớ cân. To nha. To hơn cả cái điện thoại này. Con cá này gọi là cá sun xịn đông. Sun xịn. Cá bạc má. Cá sun xịn. Đây là ốc hương 148.000 1 kg. Đắt. Các loại cá đông lạnh. À đấy, cá này về kho này. Cá này kho ngon này.